Clay chị bán đây hồi nãy là không có thể chị đúng không? Cái đó hôm bữa là họ bố vẫn luyện giấy, hôm nay chắc họ rút lại. Cọc luôn thì đeo khẩu trang biết nè, tự nhiên lên mụn nước nước đỏ 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 đài luôn. Đeo khẩu trang kia nó kín thiệt luôn á. Khẩu trang mua nó kín quá. Chị
đeo khẩu trang chưa gì chịu nổi. Lâu lát rồi mới thấy đi làm à. Ủa nhớ luôn à? Nhớ chứ. Đừng nói từ ban mà bốn chiếc mét tên à chứ. Ừ, đúng rồi. Hôm qua qua nhà nó đi nọ. Má điện qua mấy lần rồi. Nè, ông nói cái giọng còn cái giọng của mấy người bị cỏm á. Qua nó qua tiệm mình rồi mà. Bình thường trời. Thấy âm rồi mà. Ngủ không biết. Mấy con nó chuẩn bị về quê nên sợ. Mà bữa nay về quê mà bình thường. Nên họ không cho mình. Giờ một cái đó. Dịch đầu cháy đầu. Dịch nó không cháy mà cháy đói. Cháy đói nhanh. Mời vào. Mở cửa đâu nó vào. Tức mời nó vào. Ừ, mời nó vào. Đó, chạy đi vô đây. Anh đang rửa mặt quá. Rồi Phương. Rồi có sách rồi. Ý là tâm lý thôi chứ không có đau chi trơn. Thi Dương mình cũng hốt. Thi Dương em nó hốt rồi. Có không? Có không? Chị hả? Hốt người nha. Cho cả nhà mình luôn chứ. Rồi chị xong hốt một thằng em luôn. Nó làm là gì mình cái còn vậy thì rồi sẽ chết đó. Mà đỡ mà hôm qua rồi thì vô sợ không chịu nói cứ cố đi cho mẹ nhẹ nhàng nó sợ không đi thì mẹ cái mặt rất khổ cái lạnh nó sâu quá hôm qua rồi nhìn nó sâu mà hai cái má nó sệ xuống nữa mà sệ cũng như là đó ngày hôm qua nó khép rồi nó sệ hết cái căng đi đã ngày hôm nay nhìn nó không chiến được luôn. Ừ, đạo đen được hơi nhiều mà được cái này. Hồi xưa sợ bi cây đó của nó. Mẹ cây này đi chụp hình đi xài áp còn vừa phải thôi chứ. Rồi bi cái cây hình, bi chụp hình đang ở trong hình mọi người. Không ra kìa.
Chụp áo vừa vừa thôi, nó cười dễ sợ. Cái ly không bị khúc trơn. Sợ lắm. Không, mà lo nè. Này, đừng có đó một mình cái ly nghe. Cái ly không lo nè. Đó. Mà lo có đèn này. Đây, mình có lỗ một cái đèn. Chị qua cái thêm đó Khoan. Gì mà nó mạng của mình đó. Luôn luôn nhắc nhở. Kéo lớn không à? Kéo lớn không à? Tiếp như cơm không? Tiếp nào. Uống chứ uống.